anh gắn giùm ba con đi. Ba con bự nha. Gắn đủ nha. Mai tôi còn ở chỗ em buôn bán không phải bây giờ. Cao Hiếu. 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 Quay ngay nào. Ngay nào. Đẩy lên. Đưa tay mà. Cùng ý. Vậy. Con dao nó quay ngược lại. Quay thẳng chiều. Ừ. Kiên nó chạy vô cái tay anh á. Chạy kìa, chạy kìa. Chạy kìa đó đó. Nó chạy vô cái kén dao của tay anh nó mạnh lên. Trời ơi, tao hẳn lên. Ừ. Wow, tiết canh tôm hùm nha. Lần đầu tiên mình đánh tiết canh tôm hùm ba con á. Nó mạnh lên á. Thôi được rồi, được rồi, lấy con khác. Chưa. Nhiều lắm anh tí ơi. Không có ba con nhiều lắm. Được rồi. Đổi quyết. Rồi lấy con tiếp đi em mập. Bỏ ra đó em mập. Còn ta giết lại mạnh mạnh đi. Làm đi. Tập gì đó làm thử. Quốc mạnh lên dưới chân. Rồi quốc. Rồi. Rút dao qua nhẹ miếng ngồi. Rồi con đâm đúng ngang á. Nãy con kia đúng chạy. Đó, nó chạy vô cái chén dao kìa. Bên đây chị, bên đây. Rút bên kia nhờ. Bên đây, bên ngay. Rồi. Nhà nhiều tủ lắm. Chị có xây nhà, cái này chị nhớ ghi bày. Dạ, đúng rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, lấy con kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hương chào ông Hương Hoàng Kim hả?